Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Ngân sẽ đưa tất cả mọi người đi đến một cái siêu thị châu Á. Ở tại thành phố của Ngân thì nó không có, nên là Ngân cùng với một người chị, đây là một người chị lớn của Ngân ở bên Thụy Sĩ, và chị đưa Ngân đi đến một thành phố khác, đó là thành phố Lausanne. Ở thành phố Lausanne, nhắc đến tên đó, nếu mọi người search trên mạng sẽ thấy đây là một thành phố cổ kính rất nổi tiếng của Thụy Sĩ. Và lần tới đây nè, bây giờ cho mọi người xem một ít cái ngôi nhà ở đây nè, mọi người thấy không? Đó, đây mình thấy mình là thấy cổ kính ở đây nữa nè. Ok, đó mọi người thấy không, rất là cổ kính luôn. Thì lần tới Ngân sẽ đưa mọi người đi thăm một cái cây cầu nổi tiếng cổ nhất thế giới, và cái kiến trúc của nó rất đẹp luôn. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đi nha. Ngân sẽ giới thiệu người chị mà Ngân vừa nói đến này cho mọi người thấy mặt Ngân với chị nha. Hi, chào mọi người. Và đây, can you say hi? Hi. Và đây là người chị lớn của Ngân, chị tên là Ines. Và chị rất là tốt luôn mọi người. Từ lúc mà Ngân ở đây á, là chị sẽ dành thời gian đến để dạy cho Ngân nấu những cái món của người Thụy Sĩ, món truyền thống. Thì lần sau Ngân sẽ nấu cho mọi người xem nha. Còn mới học mà, nên là ngày nào mà mình nấu giỏi thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người. Và đây là người chị lớn của Ngân ở Thụy Sĩ. Chị là một người bạn thân thiết của chồng mình. Đó. Và bây giờ thì chị sẽ đưa Ngân đi đến siêu thị châu Á, vì Ngân nói là Ngân thèm đồ châu Á quá rồi. Ok, đã đến nơi. Có rất là nhiều đồ bên ngoài rồi. Bí nha mọi người. Bí to quá trời. Bí là siêu thị của Thụy Sĩ không có nha. What is it? Ingwer. What? Ingwer. 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 Ginger. Tiếng Đức mọi người, và chị mình nói tiếng Đức. And what is it? Coconut. And Vietnamese, dừa. Hả? Dừa. Dừa. Okay, let's go inside. We have to use a mask. Đây mọi người, quá trời đồ luôn. Đúng là thích hẳn chợ siêu thị Thụy Sĩ nè. Hạt sen nè mọi người. Hạt sen là giá bao nhiêu? 5 đồng 50. Chanh nè, sả nè, có ca này nữa mọi người. Ines, I like it very much, this one. But we need to have special sauce. Mắm nêm. Special sauce, yeah. Yeah. How to make, you know? Rồi, cái này bây giờ phải tìm mắm nêm có mới mua được mọi người. Đúng không? Không có về nhà ăn không ngon. Trời, mê chưa? Ôi, ngon nè mọi người. Đây là rau húng liệu. Nhưng mà ở Thụy Sĩ mắc lắm, bằng bịch này nhiều. Bên này dán như ta. Ôi, rau răm nè. Ôi, rau diếp cá nè. Má ơi. Kiểu như là in it, do you know have many many vegetables from Asian country here. I like it very much. Ôi, có lá hẹ nữa mọi người nè. And how much? You didn't see price here, huh? Mít mọi người ơi. Mít mọi người ơi. Một mít này là bao nhiêu đây? 12 đồng 50. Là như tên Việt Nam. Yeah, it's a jackfruit. Jackfruit.
jackfruit. Oh. Yeah, jackfruit. Look, jackfruit. Yeah. But it's really expensive here. Yeah. Yeah, mọi người ơi. Chân này ở Việt Nam mình mua tầm 10.000, 15.000 đúng không? Đây là tầm khoảng mấy trăm ngàn đó. Này là 300 ngàn mọi người. Ghê quá. Đu đủ quá luôn. Trời ơi, bắp chuối quá luôn mọi người. Có bắp chuối luôn. Có thiếu cái thứ gì ở đây đâu. Nè, gia vị nè. We have many instant noodle here. Yeah. Soup. Come here, omaki nè. Omaki su cay có luôn nè. How much? So, I didn't see the price here. Huh? Oh, pasta. Yeah, this is pasta. This is not sauce. This is fat. From inside the animal, the liver. Are you sure? They produce from the I think so. Mình nghĩ là pate làm từ gan heo, gan bò, gan vịt gì đó. Mình nói bạn nghe. Họ mà biết vậy họ đâu dám ăn đâu mọi người. Sợ lắm. Phải như mình mê những cái đồ nội tạng của động vật. This is hot curry. This is for chicken curry. You know this one? What is it? No. What's that? Sugar. Huh? It's a sugar. From Vietnam. Cheese. From Vietnam. Thailand. No, it's an octopus. A squid. It's a cordalis. 10 francs. Really? No, it's here. Cái này đúng tay là mình sẽ thuê ghi giá có 14 đồng mà. Ồ, có tép nữa mọi người. Special. They have all. You know them? No. It's a little bit, it is a baby shrimp. The baby river shrimp. This is from Vietnam. Oh. Yeah, it's from Vietnam. Do you like it? Yeah, I like it. Oh my god. Dạ, vậy là mình hốt luôn một cái tép đồng của Việt Nam kìa. Thèm quá. Thèm quá mọi người ơi. Nói mình chạy nước miếng nè. I think I'll take it. Rồi đây một đống rồi mọi người. Đồ hải sản là chính. Mình tìm cái chai mắm ruốc khó quá. Lần đầu tiên đến đây mình chưa biết nó nằm ở đâu hết trơn. Hoặc là nó không có mọi người. Chú, người Việt Nam hả chú? Con chào chú. Rồi. He's Vietnamese. I want to ask him. Chú ơi, con tìm cái chai mắm để nấu bún á chú. Mắm ruốc. Mắm ruốc hả? Dạ. Trong chai hả? Hình như trong keo á. Chú làm ở đây phải không? Mắm đây nè. Trời ơi hay quá. Con tìm nãy giờ. Cái này mắm ruốc không nè. Đây mắm ruốc hả chú? Hình như của Thái Lan thôi. Thái Lan thì nó có giống cái vị Việt Nam không? Nó ngay thì cũng được, cái xài đỏ được. Dạ. Ở đây nó có. Có cái tiệm mà ngay cách đây cũng đi bộ thì hơi lâu chút. Có dạ. Cái tiệm nữa. Ở chỗ đó có mắm ruốc của Việt Nam. Ôi vậy hả chú? Ừ. Ngược về cái hướng nó có một cái bồng binh đó. Con xin phép con quay chú nha, con đang quay á, được không? Tới cái bồng binh ở đây mình đi thẳng tới có bồng binh đó. Dạ. Thì mình quẹo cái hướng đi ra ngoài anh hóp á, ra ngoài ra xe lửa đó. À. Quẹo ra trái. Dạ. Thấy cái bồng binh tròn như này. Dạ. Ra trái thì cái ngã đầu tiên đó, thì mình quẹo ra mặt. Dạ. Đi thẳng tới chắc cũng gần 100 thước, 200 thước. Nó có tên gì chú? Cái tên tiệm là Asia. Nó cũng bán đồ lắm rồi nè. À vậy hả chú? Thì chỗ đó có dạ. Đồ. Hay. Ở chỗ đó nó có đồ Việt Nam. Dạ dạ. Mắm ruốc Việt Nam ở đó nó có á. Còn ở đây thì chú còn thấy, chị thấy của Thái rồi. Không, vậy thì con chắc con phải đến đó con mua. Ở đây đi gần chứ không xa lắm đâu. Dạ. Hay là chỉ đường cho bà đó. From here đó. Some pilatus black.
Đó, chú đang chỉ đường đến cái tiệm mà một cái siêu thị Asia khác nè. Thích quá mọi người gặp được người Việt Nam. Mà chú nhiệt tình quá. Dạ, con cảm ơn chú nhiều. Ủa chú làm đến khi nào xong? Hả? Chú làm sắp xong chưa? À, đi em mua đồ hả? Dạ con vẫn đi dạo dạo xem thêm á. Dạ con cứ cái gì thêm thêm đi. Dạ con cảm ơn chú tên gì? Chú tên gì? Tên Hùng. Hùng. Chú Hùng hả? Con Vinh Ngân. Nhưng mà con ở đâu? Con ở bên Style House Sun lận. À Style. Còn chú ở đây hả? Chú ở Lucen. Giờ hướng đi Zurich hả sao? Dạ đúng rồi con hướng đi Zurich. À vậy hả? Chú ở đây ở Lucen. Dạ. Thôi cứ việc đi mua đồ đi ha. Dạ dạ để con đi, con cảm ơn chú Hùng nha.